Kinh số 24 Khởi Thế Kinh. Kinh Khởi Thế, quyển 2. Phẩm 3: Chuyển Luân Thánh Vương. Chư tỳ kheo, trong Châu Diêm Phù, khi Chuyển Luân Thánh Vương ra đời, Châu Diêm Phù này tự nhiên có đủ 7 thứ báo. Thân Chuyển Luân Thánh Vương lại có 4 thứ thần thông, đức lực. 7 báu là gì? 1 là bánh xe vàng báu, 2 là voi trắng báu, 3 là ngựa xanh biết báu, 4 là ngọc thần báo, 5 là ngọc nữ báo, 6 là chủ kho báo, 7 là tướng binh báo. Đó là 7 báo. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có đầy đủ bánh xe báo là như thế nào? Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện Châu Diêm Phù, lấy nước rưới đầu, làm chủ sát lợi. Vào ngày rằm trăng tròn, thọ trai buổi sáng, gội rửa sạch sẽ, lông trắng mới dùng làm y phục, xõa tóc rủ xuống, trang sức bằng ngọc mani và các ngọc anh lạc. Ở trên lầu gác, thân thuộc, quần thần vây quanh sau trước. Khi ấy, trước vua có bánh xe vàng báu, bỗng nhiên bay đến. Đường kính bánh xe bằng 7 khuỷu tay, ngàn tâm, trục, dành, các thứ khớp nhau đầy đủ. Tự nhiên thành tựu, chẳng phải thợ làm. Lúc ấy, Chuyển Luân Thánh Vương quán đảnh sắc lợi, liền khởi niệm thế này. Xưa ta từng nghe nói như vậy, nếu vua Sát Lợi quán đảnh vào ngày rằm trăng tròn, thọ trai sáng sớm, tắm rửa sạch sẽ, thân mặc áo lông trắng thẳng nếp, đeo các anh lạc. Ở trên lầu gác, thân thuộc quần thần trước sau vây quanh. Khi đó, trước vua, bỗng nhiên có bánh xe báo vàng trời, ngàn tâm, trục, dành đầy đủ khớp nhau. Tự nhiên bay đến, chẳng phải thợ làm, đường kính bánh xe bằng 7 khuỷu tay. Trong ngoài bằng sắc vàng ròng. Khi được ngọc này, vua ấy thành tựu đức Chuyển Luân Vương. Ta nay được vật này, nên cũng nhất định là Chuyển Luân Thánh Vương. Bấy giờ, Chuyển Luân Thánh Vương quán đảnh sát lợi, ý muốn thử bánh xe trời báu ấy, nên ra lệnh trang bị đầy đủ 4 thứ binh lực. Đó là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. 4 thứ binh lực đã được trang bị đầy đủ rồi, vua liền đi đến chỗ bánh xe vàng trời, để lộ cánh tay phải, gối phải sát đất, ở trước bánh xe vàng, đưa tay phải sờ, vỗ bánh xe báo nói như thế này. Ngươi là bánh xe trời báo, thân ta nhất định Chuyển Luân Vương, nơi chưa hàng phục, hãy vì ta mà hàng phục. Bánh xe trời báo ấy nghe lời, liền chuyển động vì muốn hàng phục nơi chưa hàng phục. Chư tỳ kheo, bấy giờ, vua quán đảnh sát lợi, đã thấy bánh xe báo chuyển động như vậy rồi, liền xa giá đi về phương đông. Khi ấy, bánh xe báo và 4 binh chủng cùng lúc đi theo. Chư tỳ kheo, ở trước bánh xe báo lại có 4 vị đại thiên dẫn đường mà đi. Nơi dừng chân của 4 xe trời báo tại các chỗ đã đến, Chuyển Luân Thánh Vương và 4 binh chủng đều dừng trú và qua đêm tại đó. Lúc này, các vua của tất cả các quốc độ phương đông liền lấy bát vàng đựng đầy cơm bạc, lại lấy bát bạc đựng đầy cơm vàng. Xong xuôi, đủ rồi, đều cùng đem đến trước Chuyển Luân Vương, tâu rằng: Thiên Vương đến đây thật vinh hạnh, nơi đây xin dâng vật này lên Thiên Vương. Dân chúng phương đông giàu có, vui vẻ, an ổn, không gì sợ sệt. Dân chúng, nhà cửa đông đúc, rất dễ mến. Xin Đại Thiên Vương rủ lòng tiếp nhận, thương tưởng bọn thần là những vua nhỏ. Từ nay, chúng thần thừa phụng Thiên Vương, một lòng không hai. Bấy giờ, Chuyển Luân Vương bảo các vua: Các vị thành tâm luôn như vậy, các vị phải tự ở trong cảnh giới mình, đúng như pháp mà trị, giáo hóa, thu phục, nuôi dưỡng quần sanh, chớ để trong nước có đều chẳng như pháp. Vì sao vậy? Các vị nếu để trong nước mình có việc ác, phi pháp xuất hiện, lưu hành, ta sẽ trị tội các vị không tha. Nay dạy các vị tự dứt sát sanh và dạy người khác chẳng sát sanh, chẳng cho chớ lấy, tà dâm,
nói dối, cho đến tà kiến đâu chẳng nên làm. Các vị nếu hay đoạn trừ sát sanh, dạy người khác chẳng sát sanh, chẳng cho không lấy, chẳng hành tà dâm, lời thật, chánh kiến, thì ta liền tin các vị những quốc vương và đất nước đã được hàng phục. Bấy giờ, các quốc vương ở phương Đông nghe Chuyển Luân Vương ban lệnh như vậy, cùng lúc đều thọ thập thiện hạnh, thọ rồi tuân hành theo. Mỗi ở nơi quốc độ đều như pháp cai trị, giáo hóa. Vì Chuyển Luân Vương có sức tự tại, nên vua hướng đến đâu thì bánh xe báo đi theo. Bánh xe vàng trời báo của Thánh Vương hàng phục tất cả các quốc độ ở phương Đông như vậy rồi, du hành cùng khắp giáp bờ biển phía Đông, sau đó quay về. Lần lượt đi khắp phương Nam, phương Tây cho đến phương Bắc. Dựa theo đường mà bậc Chuyển Luân Thánh Vương ngày xưa đã dẫn dắt mà đi. Khi Chuyển Luân Thánh Vương và bốn binh chủng tuần tự đi theo, thì trước họ lại có bốn vị đại thiên đi trước bánh xe báo. Nếu bánh xe báo này dừng lại chỗ nào, thì tùy theo chỗ ấy, Chuyển Luân Thánh Vương và bốn binh chủng liền dừng nghỉ. Bấy giờ, các quốc vương ở tất cả cõi nước phương Bắc, mỗi cùng mang bát vàng trời đựng đầy cơm bạc, bát bạc trời đựng đầy cơm vàng, cùng đi đến chỗ Chuyển Luân Vương. Đến rồi, quỳ dài tâu thế này: lành thay, Thiên Vương đến, lành thay, Thiên Vương đến. Phương Bắc chúng tôi nhờ sức Thiên Vương mà dân chúng hưng thịnh, giàu có, vui vẻ, an ổn, không có các sợ sệt, rất dễ mến. Xin Thiên Vương ở lại đây thi hành việc cai trị, giáo hóa. Chúng thần xin tùy thuận, không dám hai lòng. Khi ấy, Chuyển Luân Vương bảo các vua: nếu được như vậy thì các vị tự cai trị, giáo hóa nước mình, nhất tề y theo lời dạy bảo, chớ để trong nước có điều chẳng như pháp. Vì sao? Nếu để nước mình có người phi pháp và các ác hạnh, ta sẽ trị các vị. Lại nữa, các vị chớ tự sát sanh, dạy người chớ sát sanh, cho chớ lấy, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, các vị đều đoạn. Nếu lìa sát sanh cho đến mình và người hành chánh kiến, được như vậy, ta tin rằng quốc độ các vị hàng phục tốt. Bấy giờ, các vua đồng thanh tâu lên Chuyển Luân Vương: như Thiên Vương răn dạy, bọn thần phụng hành. Lúc này, các vua của các nước phương Bắc nghe Chuyển Luân Vương dạy bảo như vậy, ai nấy đều tuân thọ thập thiện hạnh, thọ rồi phụng trì đúng như pháp. Các vị ở tại nước mình nương luật để cai trị giáo hóa. Vì sức tự tại của Chuyển Luân Thánh Vương mà vua đi, bánh xe báo đi theo. Bánh xe vàng báo này lần lượt như vậy hàng phục phương Bắc, tận mé biển phương Bắc có các nước. Khi đã đi khắp rồi trở lại chỗ cũ. Bấy giờ, bánh xe báo mới lựa chọn chỗ có địa hình hùng vĩ nhất, đẹp đẽ nhất ở trong cõi Diêm Phù để dừng ở đó. Đông sang Tây, đo rộng 7 do tuần. Nam Bắc quy hoạch 12 do tuần. Quy hoạch làm phân giới như vậy rồi. Bấy giờ chư thiên ngay đêm ấy từ trên không hạ xuống. Vì Chuyển Luân Vương tạo lập cung điện, hoàn thành đúng thời. Khi đã hoàn thành rồi, màu sắc tuyệt vời, đẹp đẽ, trang trí bằng bốn báo, đó là vàng trời, bạc trời, pha lê, lưu ly trời. Bánh xe vàng báo này, vì Thánh Vương sẽ trụ lơ lửng trên không, ở tại cửa cung, như bánh xe gắn liền trục xe, không lay, không động. Ngay lúc, Chuyển Luân Thánh Vương rất vui mừng, hân hoan vô cùng, nghĩ như thế này: ta nay đã được bánh xe vàng báo rồi ư? Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có đầy đủ bánh xe vàng trời báo tự nhiên là như vậy. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương lại có đủ voi màu trắng báo là thế nào? Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Vương vào buổi sáng, khi ngồi trong chánh điện thì ngay trước vua xuất hiện voi báo tên là Obosatha, hình thể đẹp đẽ, lông nó toàn trắng như hoa cau vực đầu, bảy nhánh chống đất, có đại thần lực, bay trên không mà đi. Đầu màu hồng đỏ như con trùng nhân Đà La Cù Ba Ca, có đủ 6 ngà, ngà đều nhọn hoắt. Trên mỗi cái ngà trang điểm đầy đủ như bông bèo, giống như lúa vàng. Chuyển Luân Thánh Vương thấy vua báo rồi, khởi lên ý nghĩ:
Dồi trắng tuy xuất hiện, nhưng khi chưa biết điều phục, cam chịu các việc, thì có trở thành thuần phục để cởi chăng? Bây giờ, chỉ khoảng một ngày, liền được điều phục tốt, trong tất cả các việc liền cam gánh giác, giống như vô lượng con voi ngàn tuổi khác, đã được điều phục rồi, đẹp đẽ, hiền lành, tùy theo ý thích, như thế, như thế. Dồi trắng sáu ngà này, trong vòng một ngày, nhanh chóng chịu sự điều phục, nhận lãnh các việc cũng lại như vậy. Khi ấy, Chuyển Luân Vương vì thử voi nên vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, cởi voi báu này tuần du cùng khắp, đến khắp các bờ biển, tận mé đại địa. Đã đi khắp rồi, Chuyển Luân Vương này trở về lại cung mới ăn điểm tâm. Do nhân duyên ấy, bấy giờ trong lòng nhà vua vui vẻ, mừng rỡ nghĩ: vì ta nên vua báu xuất hiện như vậy. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có voi báu màu trắng tự nhiên đầy đủ. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có ngựa báu hoàn hảo là như thế nào? Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Vương này lúc sáng sớm ngồi trên chánh điện ngay ở trước vua, ngựa báu xanh tên là Bà La Ha xuất hiện, sắc xanh, thân mướt, lông đuôi ống ả, đầu đen, lông bườm bung ra, có sức thần thông bay trên không mà đi. Khi Chuyển Luân Vương thấy ngựa báo rồi, khởi ý nghĩ thế này: ngựa nay tuy xuất hiện, nhưng chưa được điều phục để nhận lãnh các việc, thì ta có thể cởi tốt chăng? Khi ấy, ngựa báo trong một ngày liền được điều phục tốt, chịu nhận các việc giống như vô lượng ngựa ngàn tuổi khác. Đã được điều phục thuần rồi, hiền lành tuân phục, như thế, như thế. Khi điều phục ngựa này trong một ngày, nhận lãnh thực hiện tất cả các việc, cũng lại như vậy. Khi ấy, Chuyển Luân Vương vì muốn thử ngựa, vào buổi sáng khi mặt trời mọc, cưỡi ngựa báu này đi khắp đại địa, rồi trở về cung Chuyển Luân Thánh Vương mới ăn điểm tâm. Do nhân duyên đó, rất vui mừng, hân hoan vô cùng, nghĩ: ta này đã được ngựa báu. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có ngựa báu hoàn hảo là như vậy. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có ngọc báu hoàn hảo là như thế nào? Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có mani báo, sắc tỳ lưu ly, đầy đủ tám cạnh, chẳng phải do thợ tạo, đẹp đẽ tuyệt vời, tự nhiên phát ra ánh sáng thanh tịnh. Khi Chuyển Luân Vương thấy ngọc báu rồi, nghĩ thế này: mani báo này, các tướng đầy đủ, ta này nên treo trong cung để phát ra ánh sáng. Chuyển Luân Vương khi muốn thứ mani báo này, bèn trang bị đủ bốn binh, đó là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. Khi đầy đủ bốn binh chủng rồi, ngay lúc nửa đêm, trời mưa lất phất, mây đùn đen nghịch, ánh chớp xuất hiện. Chuyển Luân Thánh Vương lấy ngọc báo này, treo trên ngọn cờ, ra dạo ngoài vườn. Vì sao? Vì ý muốn dạo chơi xem tính chất của ngọc báo. Chư tỳ kheo, mani báo này ở trên ngọn cờ chiếu khắp bốn phương và bốn binh chủng đều được thấy rõ, ánh sáng chiếu khắp như mặt trời chiếu thế gian. Bấy giờ cõi ấy có tất cả bà la môn, cư sĩ vân vân đều cho là trời sáng, ánh sáng mặt trời đã lên, hoảng hốt tung dậy làm các công việc. Do nhân duyên ấy, Chuyển Luân Thánh Vương thọ đại hoan hỷ, vui mừng không dường, nghĩ: ngọc báo này vì ta xuất hiện. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có ngọc báo hoàn hảo như vậy. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có người con gái báo hoàn hảo là như thế nào? Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương ra đời sanh nữ báo, chẳng thô, chẳng bé, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng trắng, chẳng đen, đẹp đẽ tuyệt vời, đi đứng uyển chuyển, sắc mạo vẹn toàn, khiến người thấy ưa nhìn không chán. Loại nữ báo này, khi trời nóng thì thân mát, khi trời lạnh thì thân ấm, trên thân phát ra mùi thơm tuyệt diệu, giống như chiên đàn trong miệng thường phát hương ưu bắc la. Vì Chuyển Luân Vương tối nằm sáng dậy, cẩn trọng cung kính, phàm làm việc gì không phật ý vua, trong ý nữ nhân không còn nghĩ ác, huống là thân miệng của nàng mà có lỗi lầm. Do nhân duyên này
mà Chuyển Luân Thánh Vương thọ đại hoan hỷ, hân hoan vô cùng, tự nghĩ rằng, vì ta mà sanh nữ báo này. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có người nữ báo hoàn toàn là như vậy. Chư tỳ kheo, bề tôi báo chủ kho tàng oai lực đầy đủ của Chuyển Luân Thánh Vương là như thế nào? Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Vương ra đời, có bề tôi báo chủ kho tàng xuất hiện, rất giàu, nhiều của cải, lại có nhiều công đức, có được thiên nhãn, thấy suốt tất cả hầm kho mật trong đất. Có chủ hay không chủ, đều được mắt của vị ấy thấy hết. Hoặc dưới nước, hoặc trên đất, hoặc xa, hoặc gần. Trong đó có các vật báo. Kỳ lạ, bề tôi chủ kho này đều giữ gìn, trông coi đúng cách, chẳng hoại mất. Vật vô chủ thì kịp thời thu lấy, nghĩ là vật cần dùng của Chuyển Luân Vương. Bây giờ, bề tôi chủ kho liền tự đến chỗ Chuyển Luân Vương, đến rồi tâu. Đại Thánh Thiên Vương, nếu Thiên Vương cần của cải, vật báo, xin Ngài chớ lo, sức thần có thể tự lo. Những cái Thiên Vương cần đều khiến đầy đủ. Khi ấy, Chuyển Luân Vương vì muốn thử tài của thần báo chủ kho, nên lên thuyền vào trong dòng nước, dừng lại, ra lệnh thần chủ kho. Người từng kho lại đây, ta cần của báo, người phải mau cung cấp đầy đủ. Thần kho tâu, xin đại vương chờ thần chốc lát, đợi thuyền đến bờ, ngay ở bên bờ, thu lấy của báo để dâng lên cho Thiên Vương dùng. Vua bảo thần kho, ta nay chẳng cần của cải bên bờ, ngay bây giờ tại nơi đây, vì ta mà lo đầy đủ. Thần kho tâu, xin tuân lệnh Thiên Vương, chẳng dám trái lệnh. Thần kho nhận lệnh vua rồi, trực áo vai phải, gối phải quỳ trên thuyền, tay quơ trong nước, ngón tay như con cua, con ngao, cào dồn vàng bạc, đầy các đồ đựng, ngay ở trên thuyền, mang đến dâng hiến tâu rằng: Đại dương, các vàng bạc này đều là báu trời, trời cho vật này, cung cấp đại dương để làm của mà dùng. Khi Chuyển Luân Vương bảo thần kho, ta chẳng cần của, chỉ thử ngươi thôi. Thời thần chủ kho nghe lời vua rồi, bèn lấy vàng, bạc, bỏ xuống nước. Do nhân duyên này, nên Chuyển Luân Thánh Vương rất hoan hỷ, phấn khởi không thôi, tâm tự nghĩ: ta này đã được thần kho báo ư? Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có thần kho hoàn hảo lại như vậy. Chư tỳ kheo, thần chủ binh báo đầy đủ oai lực của Chuyển Luân Thánh Vương là thế nào? Chư tỳ kheo, do đức lực Chuyển Luân Vương nên tự nhiên xuất hiện tướng binh báo, mưu trí, nhiều tài, giỏi các sách lược, biết rõ quân cơ, thành tựu thần tuệ. Chuyển Luân Thánh Vương cần binh lực đều có thể đầy đủ, muốn chạy liền chạy, muốn đi liền đi, muốn tán liền tán, muốn hợp liền hợp. Bây giờ tướng binh liền tự đến chỗ Chuyển Luân Vương, đến rồi tâu rằng: nếu vua cần binh, được dạy dỗ tập luyện, xin chớ lo, thần sẽ vì ngài mà huấn luyện binh mã, làm cho như ý, điều phục theo lệnh. Khi ấy Chuyển Luân Vương vì muốn thử chủ binh báo này, liền ra lệnh cho bộ binh trang bị 4 binh, đó là tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh. Chưa biết 4 binh được trang bị rồi, bảo tướng báo rằng: binh tướng của ngươi đến, nên vì ta mà khéo thống lãnh 4 binh, dạy khéo dân lệnh, khéo chạy, khéo đi, khéo hợp, khéo tán, đúng pháp chớ sai. Khi tướng binh báo nghe Chuyển Luân Vương ra lệnh như vậy, tâu: đại vương, thiên xin dân lệnh, thần chẳng dám trái. Rồi liền thống lãnh 4 binh, trang bị binh khí, dạy chạy, dạy đi, dạy tập, dạy tán như lệnh vua. Muốn chạy liền chạy, muốn đi liền đi, muốn tập liền tập, muốn tán liền tán, tùy ý tự tại. Do nhân duyên ấy, nên tâm tự nghĩ: ta này đã được tướng báo. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có tướng báo chủ binh oai lực đầy đủ là như vậy. Chư tỳ kheo, nếu có 7 thứ báo xuất hiện như vậy, hiển nhiên sau được gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có đầy đủ 4 thứ thần thông tự tại là những gì? Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương thọ mạng lâu dài, sống lâu ở đời. Ở trong tất cả thời gian, tất cả thế gian,
Không có người nào có thể được an ổn sống lâu so với thọ mạng chuyển luân thánh vương như vậy. Đó là thần thông cụ túc, thọ mạng đệ nhất của chuyển luân thánh vương. Lại nữa, chư tỳ kheo, thân thể của chuyển luân thánh vương ít bệnh, ít phiền, các tướng đầy đủ, bụng bằng, đầy, chẳng nhỏ, chẳng lớn, lạnh, nóng, mát, ấm, thích hợp theo thời tiết, đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống tiêu hóa, ổn định, an lạc. Ở trong tất cả thời, tất cả thế gian, không có ai trong thế gian mà thân thể ít bệnh, ít phiền hay được như vậy. Đó gọi là thần thông cụ túc, thần lực thứ hai của chuyển luân thánh vương. Lại nữa, chư tỳ kheo, hình mạo báo thân chuyển luân thánh vương đoan chánh, đặc biệt, thường được thế gian ưa nhìn không chán, sắc thân thanh tịnh, trang nghiêm toàn vẹn, đẹp đẽ tuyệt vời, không có sánh kịp. Ở tất cả thời, tất cả thế gian trong loài người thọ sanh, không ai đoan chánh, đặc biệt được thế gian ưa nhìn không chán như hình tướng đầy đủ của chuyển luân thánh vương. Đó là sắc mạo thần thông cụ túc thứ ba của chuyển luân thánh vương. Lại nữa, chư tỳ kheo, do nhân duyên nghiệp lực, chuyển luân thánh vương có phước báo lớn, nên tài sản phong phú, châu báu có nhiều, các báu trong thế gian chẳng thiếu thứ gì. Ở tất cả thời, tất cả thế gian, người thọ sanh không ai giàu có, an lạc, tự tại, của cải, y phục, đồ chơi, vật báo tuyệt vời, đầy ắp kho tàng như chuyển luân thánh vương. Đó là quả báo thần công thủ túc thứ tư của chuyển luân thánh vương. Chư tỳ kheo, nếu ai đầy đủ bốn thứ thần thông như vậy, không khuyết giảm, sao được gọi là chuyển luân thánh vương? Chư tỳ kheo, lại chuyển luân thánh vương do phước đức này mà được dân chúng ái kính, tâm thường vui vẻ như con thương cha. Lại dân chúng cũng được chuyển luân vương thương xót nghĩ đến, tâm thường thương yêu chăm sóc như cha thương con. Chư tỳ kheo, chuyển luân thánh vương vào một hôm nọ ngự xe báo lớn rồi cung tuần xét qua các cảnh đẹp rồi đến lâm uyển. Ngay lúc ấy tất cả dân chúng đều được thấy mặt chuyển luân thánh vương nên rất vui mừng, cùng nhau lên tiếng bảo người đánh xe: "Này ông đánh xe, xin ông buông cương đi chậm chậm, chớ để đi mau. Vì sao? Vì nếu ông cho xe tiến lên chậm chậm thì chúng tôi có được nhiều thời gian để nhìn chuyển luân thánh vương." Bấy giờ chuyển luân vương nghe lời ấy rồi lại cũng bảo người đánh xe như vậy: "Ngươi khéo đánh xe, từ từ thông thả bước, cẩn thận chớ gấp. Vì sao? Nếu ngươi cho xe đi tới từ từ an ổn thì cũng để ta có thì giờ tuần du khắp nơi xem xét tất cả dân chúng. Chư tỳ kheo, khi ấy dân chúng thấy chuyển luân vương rồi, mọi người tự mang vật báo của mình đến trước xe quỳ xuống dâng lên chuyển luân vương tâu: Đại vương, nay thần dân đem những thứ này dâng thiên vương, những vật này thuộc thiên vương, xin thiên vương thọ nhận tùy ý sử dụng. Vì sao? Vì những bảo vật như thế này chỉ thiên vương mới dùng." Chư tỳ kheo, khi chuyển luân vương ra đời, châu diêm phù này trong sạch, bằng phẳng, không có gai góc, và các rừng rậm, gò đống, hầm hố, nhà xí dơ bẩn, nơi hôi hám bất tịnh, sỏi đá, ngói, gạch, cát, đất phèn vân vân, các thứ tất cả đều không có, vàng bạc, bảy báo tự nhiên đầy đủ, chẳng lạnh, chẳng nóng, thời tiết điều hòa. Chư tỳ kheo, lại khi chuyển luân vương ra đời, châu diêm phù này, nơi vua cai trị, xóm làng thành ấp, nhà cửa san sát, thôn liền nhau, gà bay đến được, dân chúng an lạc kể sao cho xiết. Chư tỳ kheo, lại chuyển luân thánh vương ra đời, châu diêm phù này thường vào nửa đêm, từ trong ao Ana Bà Đạt Đa, nổi lên đám mây lớn, bay phủ khắp châu diêm phù và các núi, biển. Khi ấy, mưa đổ xuống, khắp cõi diêm phù như trong màn sữa trâu lê. Mưa ngập bốn ngón tay, nước ấy ngon ngọt, đủ tám công đức. Chảy xuống chỗ thấp liền rút hết, xuống nữa thì lan ra, đầu thấm trong đất, nước thấm chẳng thấy. Đến cuối đêm, mây mù tan hết, có gió trong mát từ biển lớn nổi lên, thổi hơi ẩm ướt, bay đi khắp nơi. Dân chúng cõi diêm phù xúc chạm đều được an lạc. Lại hơi ẩm của vị ngọt ấy thêm sự trong sạch châu này,
khiến khắp nơi phì nhiêu, tươi tốt, quang đãng. Thí như người thợ giỏi làm tràng hoa và học trò của ông trong thế gian làm tràng hoa xong rồi, lấy nước rưới lên khiến được thấm ướt, sắc hoa tươi tốt, việc này cũng vậy. Lại khi Chuyển Luân Vương ra đời, tất cả đất đai trong cõi Diêm Phù này tự nhiên màu mỡ, mềm mại, tốt tươi, thấm nhuận. Thí như có người lấy gián sữa, dầu thoa lên đồ vật, đất ấy màu mỡ, tốt tươi, thấm nhuận cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương ra đời rồi, trụ thế lâu dài, trải qua vô số năm, ở thời gian này lại cũng chịu nhiều tiếp xúc khổ trong con người. Thí như người đàn ông nhỏ bé, thân thể nhỏ bé, ăn thức ăn ngon rồi, vận động, làm việc, chịu một ít mệt nhọc mới được tiêu hóa, như vậy, như vậy. Chuyển Luân Vương kia, ở đời lâu dài, đối trong sanh tử, tiếp xúc một ít khổ, cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, khi Chuyển Luân Thánh Vương thọ mạng hết, xả thân này rồi, chắc chắn sanh lên trời, cùng sanh đồng chỗ với trời 33. Chư tỳ kheo, khi Chuyển Luân Thánh Vương mạng chung, để cúng dường Chuyển Luân Thánh Vương, ở trong không trung, tự nhiên mưa hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Giật Đầu, hoa Phân Đà Lợi vân vân, các thứ hương hoa, cũng mưa bột Thiên Trầm Thủy, bột Đa Già La, bột Chiên Đàn Hương và các thứ hoa như Thiên Mạng Đà La vân vân. Lại có thiên nhạc, âm thanh di diệu tự nhiên trỗi lên, cũng có tiếng ca ngợi của chư thiên trong hư không để cúng dường thân Chuyển Luân Vương này mà làm phúc lợi. Chư tỳ kheo, bấy giờ nữ báo, thần báo chủ kho, tướng báo chủ binh vân vân, liền dùng các loại nước thơm tinh diệu rửa thân Chuyển Luân Vương, dùng nước hoa rửa rồi, trước lấy vải mềm kiếp bà sa quấn vào thân vua, sau đó mới lấy vải mềm thẳng nếp quấn ngoài một lớp nữa. Kế đến, lại lấy đủ 500 tấm vải mềm nhỏ đẹp đẽ, sắp lên hai lớp vải mềm kia, lần lượt bó lại. Quấn bó xong rồi, lại lấy kim quang tràn đầy dán dầu, đem thân Chuyển Luân Vương đặt vào trong kim quang. Lại lấy quách bạc, bọc kim quang này, nằm trong quách bạc rồi, đóng đinh từ trên xuống dưới để được an toàn. Lại tập trung tất cả các cây thơm chất thành đống lớn, sau đó thiêu đốt thân Chuyển Luân Vương. Thiêu đốt xong rồi, thu nhặt tro xương đặt ở ngã tư đường. Vì Chuyển Luân Vương xây tháp cao một do tuần, rộng nửa do tuần, trang trí nhiều màu, bốn báo tạo thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Tháp ấy có bốn bức tường bao bọc, chu vi 50 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, vân vân lượt nói như trên, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Khi nữ báo và chủ kho báo, chủ binh báo vân vân, vì Chuyển Luân Vương làm tháp đã xong xuôi rồi, sau đó bày biện đồ cúng thượng diệu, những người đến xin cung cấp các thứ, nghĩa là người cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần xe cho xe, cần y phục cho y phục, cần của cho của, cần đồ báo, cho khắp tất cả đều được đầy đủ. Chư tỳ kheo, sau khi vua Chuyển Luân Thánh Vương mạng chung mới được 7 ngày, thì bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo đều tự nhiên mất. Nữ báo, chủ kho, chủ tướng binh vân vân cũng đều mạng chung. Bốn loại thành báo từ từ biến đổi trở thành bờ đất, dân chúng trong cõi đều được tùy lúc dần dần giảm thiểu. Chư tỳ kheo, tất cả các hành, hữu chi, vô thường biến đổi như vậy, không có gì thường còn, hư hoại, lìa tan, chẳng được tự tại, là pháp ma diệt, tạm trong chốc lát, chẳng tồn tại lâu dài. Chư tỳ kheo, nên xả bỏ các hành hữu chi, nên xa lìa, nên nhập.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.